Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay. Trong 3 tuần qua, Bitcoin đã giao dịch đi ngang theo hai đường xu hướng song song, cho thấy sự hình thành các mẫu cờ. Giá Bitcoin đã tăng trở lại 2 lần từ cả hai đường xu hướng, cho thấy các giao dịch tuân theo sự phát triển của thiết lập này. Vào thứ 6, Bitcoin đã quay trở lại từ đường kháng cự trên cao, báo hiệu xu hướng đi ngang có thể kéo dài trước khi đột phá. Trong một loạt hoạt động gần đây, những người nắm giữ Bitcoin lớn, thường được gọi là cá voi, đã tăng đáng kể vị thế mua Bitcoin của họ, báo hiệu triển vọng tăng giá đối với tiền điện tử. Theo nhà phân tích Mantoon của CryptoQuan, những con cá voi này không chỉ hoạt động trên HTX Global mà còn trên Bybit cùng với các nền tảng giao dịch khác. Biểu đồ đi kèm nêu bật sự tăng đột biến trong tỷ lệ mua bán của người mua trên Bybit, cho thấy lập trường mua tích cực của các nhà giao dịch khi giá Bitcoin dao động quanh mức 69.000 đô. Động thái này có thể cho thấy sự mong đợi chung về giá Bitcoin cao hơn trong tương lai gần. Ngoài ra, hơn 1,57 tỷ đô la Bitcoin đã bị rút khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử vào tuần trước. Việc rút khoảng 22.647 Bitcoin cho thấy xu hướng ngày càng tăng của các nhà đầu tư là chuyển tài sản của họ ra khỏi sàn giao dịch, có thể báo hiệu mối lo ngại về an ninh hoặc sự thay đổi chiến lược theo hướng nắm giữ dài hạn. Một đột phá tiềm năng khỏi đường xu hướng trên cao sẽ đẩy nhanh đà tăng giá và báo hiệu sự tiếp tục xu hướng tăng. Với sự cân nhắc thuận lợi về xu hướng tăng giá, dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng lên 90.000 đô la, sau đó là một đợt tăng giá kéo dài lên 135.000 đô. Thông tin tiếp theo, xu hướng giảm của Ethereum đã thống trị tuần trước. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư tích lũy thêm ETH trong khi giá của nó đang ở mức thấp. ETH đang ở mức kháng cự quan trọng và việc vượt qua mức này có thể dẫn đến một đợt phục hồi lớn trong những tuần tới. Hiện tại, ETH đang giao dịch ở mức 3.700 đô la với vốn hóa thị trường hơn 445 tỷ đô. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá này có thể thay đổi khi ETH đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng. Nhà phân tích Minh Kim Bun cho biết, một đột phá trên ngưỡng kháng cự sẽ trông ngòi cho một đợt tăng giá lớn. Đây thực sự là cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư mua ETH dưới 3.700 đô la trong chu kỳ này. Theo dữ liệu của CryptoQuan, tiền gửi ETH trên các sàn giao dịch thấp hơn so với mức trung bình 7 ngày qua, phản ánh áp lực mua cao. Tuy nhiên, Coinbase Premium của ETH có màu đỏ. Điều này có nghĩa là tâm lý bán đang chiếm ưu thế trong các nhà đầu tư Mỹ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy giá ETH đang gần mức đáy thị trường, theo chỉ báo hàng đầu của chu kỳ P. Điều này có nghĩa là khả năng ETH đạt được đà tăng trong những ngày tới là rất cao. Nếu điều đó xảy ra, thì ETH có thể sớm chạm mức 4.800 đô la, một con số rất lạc quan. Về mặt phân tích kỹ thuật, chỉ báo MACD có lợi cho người bán vì nó thể hiện sự giao nhau trong xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI cũng vẫn giảm vì nó nằm dưới mốc trung tính. Những chỉ số này gợi ý về sự giảm giá tiếp tục. Tuy nhiên, dòng tiền Chaikin CMF đã chuyển sang xu hướng tăng khi di chuyển về phía Bắc tới mốc trung tính trong vài ngày qua. Và thông tin cuối cùng, XRP đã chứng kiến khá nhiều biến động khi giá của nó giảm trong tuần qua. Nhưng các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những đợt giảm giá tiếp theo khi XRP có thể phá vỡ một mô hình cho thấy giá sẽ giảm thêm. Giá XRP đạt mức thấp nhất trong 2 tháng. Sự sụt giảm này là do sự lo lắng của thị trường sau các báo cáo rằng Ripple, nhà phát triển và chủ sở hữu lớn nhất đã bán 150 triệu XRP. Dữ liệu của Sentiment tiết lộ, tình cảm có trọng số của XRP đã đi vào vùng tiêu cực, ngụ ý tâm lý giảm giá xung quanh token này đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, việc giảm giá lớn đã khuấy động trong các cuộc thảo luận trên thị trường, khiến khối lượng xã hội của nó tăng đột biến. Một tin xấu nữa là trong khi giá XRP giảm, nó đã tạo ra một đột phá giảm giá. Điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm. Đáng chú ý, giá XRP đã bước vào mô hình cờ hiệu vào giữa tháng 4. Kể từ đó, XRP đã sideways bên trong mô hình, chỉ để tạo ra một đột phá giảm giá vào ngày 8 tháng 6. Chỉ số sợ hãi và tham lam của XRP cho thấy nó có giá trị 34% ở thời điểm hiện tại, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn sợ hãi. Bất cứ khi nào số liệu đạt đến mức đó, điều đó cho thấy rằng XRP có khả năng tăng giá để trở lại vùng tham lam. Về mặt phân tích kỹ thuật, chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu giảm giá rõ ràng trên thị trường. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của token cũng ghi nhận mức giảm mạnh, cho thấy giá sẽ giảm thêm. Đánh giá dữ liệu của Hamblock Capital để tìm kiếm các mục tiêu khả thi cho XRP trong tuần này. Nếu sự đảo ngược xu hướng xảy ra và XRP có được đà tăng giá, các nhà đầu tư có thể chứng kiến token này lấy lại mức 0,545 đô la. Mức thanh lý cao dẫn đến việc điều chỉnh giá trong ngắn hạn. Mặt khác, nếu XRP tiếp tục giảm và phá vỡ mô hình, nó có thể giảm xuống còn 0,4699 đô la. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.